Với mục tiêu chăm sóc và bảo vệ hiệu quả mọi làn da cho người sử dụng, bên cạnh bộ sưu tập kem chống nắng La Roche-Posay cho da dầu mụn được nhiều tín đồ làm đẹp Việt yêu thích, La Roche-Posay cũng mang đến cho các bạn sở hữu làn da khô, đó là một bộ sưu tập kem chống nắng giúp bảo vệ và chăm sóc tốt cho làn da khô, hỗn hợp thiên khô của bản thân. Hãy cùng Shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dành cho da khô này để bạn có thêm lựa chọn phù hợp nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn sản phẩm kem chống nắng La Roche Posay nào phù hợp với làn da khô, hỗn hợp thiên khô của mình, thì dưới đây là các loại sản phẩm kem chống nắng nhà La Roche Posay cho da khô mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn phù hợp với làn da cũng như nhu cầu chăm sóc da của mình nhé. Đứng đầu danh sách bộ sưu tập dành cho da khô của La Roche Posay là Anthelios Pocket SPF 50+. Đây là sản phẩm dành riêng cho da khô, đặc biệt là da nhạy cảm và kích ứng. Em này có kết cấu dạng lỏng nên thấm rất nhanh, mang lại cảm giác khô ráo trên da và không để vết trắng. Tiếp theo vẫn là sản phẩm chống nắng La Roche-Posay, dòng Anthelios, đó là La Roche-Posay Fluid SPF50+. Đây là loại kem dành cho da khô với khả năng chống tia UVA cao nhất, đến 98% so với các sản phẩm cùng dòng. Em này còn được đánh giá cao về khả năng kháng nước, mồ hôi hiệu quả. Kế tiếp là em kem chống nắng La Roche-Posay cho da khô Hydrating Cream, sản phẩm cho da khô không kém cạnh gì so với hai loại Anthelios ở bên trên đâu nhé đặc biệt em này sở hữu công nghệ độc quyền Mesoplex, đảm bảo chất lượng, bảo vệ làn da vô cùng hiệu quả và an toàn cho da cao nhất. Ngoài ra, em này có thành phần dưỡng ẩm khá cao nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng như một lớp kem dưỡng trước khi make up mà không cần lo lắng da sẽ bị khô đâu nhé. Bên trên là một số loại kem chống nắng La Roche Posay, dành cho da khô đang làm mưa làm gió trên thị trường. Ngoài ra còn có một số dòng kem chống nắng La Roche Posay, cho da khô hiệu quả khác mà chị em cũng có thể tìm hiểu để lựa chọn cho phù hợp nhất nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.